12 giờ trưa, trường Trung học Phổ thông thị xã Ngã Năm vắng bóng học sinh. Có một cô học trò vẫn ngồi lại lớp. Bữa cơm trưa đơn sơ mang theo từ nhà đủ no lòng để chuẩn bị cho buổi học chiều. Ngày nào cũng thế, đều đặn suốt gần một năm học qua. Cô học trò đó là Lê Thị Thu Hằng, học sinh lớp 11C1 của trường. Trong một tập thể có 36 học sinh, Thu Hằng là cái tên được giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan tâm bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, vẻ rụt rè, nhút nhát và tinh thần ham học của cô gái này. Cùng với đoàn thể nhà trường, tập thể lớp 10C1 và giáo viên chủ nhiệm đã dành cho Thu Hằng tình yêu thương và sự hỗ trợ rất nhiệt tình, tặng xe đạp, xét tặng học bổng, tặng đồng phục, miễn giảm tiền học phụ đạo. Những sẻ chia chân thành ấy đã giúp Hằng dần hòa đồng và gắn bó hơn với trường lớp. Qua một quá trình chủ nhiệm em Lê Thị Thu Hằng thì tôi nhận thấy là em Hằng là một học sinh rất là chăm ngoan và chịu khó. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của em rất là khó khăn, nhà của em thì lại xa, mà con đường đến trường của em cũng khá là vất vả, thì phải vô một đoạn đường đất nữa. Tuy nhiên thì em thực hiện rất là tốt nội quy và bên cạnh đó thì không bao giờ đi trễ. Mang nhiều mặc cảm và hoàn cảnh, Thu Hằng rụt rè hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lớp. Nhưng trong các tiết học, em lại thể hiện sự năng nổ nhiệt tình, tham gia xây dựng bài. Điều đó đã mang lại kết quả học tập tốt cho Hằng và ít nhiều để lại ấn tượng tốt cho các giáo viên đứng lớp. Không có thành tích đặc biệt nổi trội, nhưng Hằng cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao trong học tập. Năm học này, em là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử của nhà trường, từng giành giải trong kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 9. Hằng tiếp tục đặt mục tiêu đạt giải ở kỳ thi sắp tới. Quá trình ôn luyện đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút, Hằng càng nỗ lực nhiều hơn bởi lịch sử là bộ môn em yêu thích và bản thân em cũng mong muốn mang thành tích về cho nhà trường và cho chính em. Đối với góc độ là giáo viên bộ môn giảng dạy trên lớp, thì trong các tiết trên lớp giảng dạy thì giáo viên nhận thấy em Hằng rất là năng nổ, đi học rất là đều đặn và vô lớp thì rất là chăm chỉ. Và trong những hoạt động nhóm thì em rất là tích cực, hay là trao đổi, thảo luận với các bạn để tạo thành một cái sản phẩm nhóm, giúp cho nhóm là đạt được cái kết quả tốt hơn. Còn với cái công tác ôn sinh giỏi đó, thì trong 4 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi môn sử năm nay thì em Hằng là một trong những em có cái thành tích rất là tốt, bởi vì em có cái sự kiên trì và mài mò. Ngoài những cái câu hỏi mà giáo viên giao về nhà thì em còn tự tìm tòi thêm và trao đổi với giáo viên qua Zalo hay là tin nhắn, hỏi những vấn đề, những thắc mắc mà em chưa hiểu. Rất là tích cực trong việc ôn, không có vắng, mặc dù là nhà rất là xa, đường đi lại khó khăn, nhưng mà có mặt trong tất cả các buổi ôn thì thái độ rất là tích cực, rất là cầu tiến trong học tập. Năm nay là Hằng bước vào năm lớp 10 thì với cái chương trình học mới nè, trường học cũng mới, thầy cô, bạn bè, tất cả mọi thứ đều mới hết. Cái giai đoạn đầu thì em có gặp phải những cái trở ngại gì không? Mình có gọi là chưa có thích nghi được với cái môi trường mới gì không? Dạ, em cũng thấy là hơi khó. Học kỳ 1 của em thì lúc đó em nghĩ là nó cũng như cấp 2 thôi, xong cái học thì kết quả nó không được tốt cho lắm. Học kỳ 2 thì em sẽ cố gắng hơn. Ngoài cái việc là mình đặt mục tiêu là mình đạt học sinh giỏi ra, thì hiện giờ thì Hằng cũng là đang trong cái đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử. Với cái bộ môn này nó có cái điều gì mà nó thu hút em như vậy? Dạ là em có thể biết được là lịch sử tiến trình Việt Nam mình hình thành như thế nào, trải qua những giai đoạn nào và có những chiến thắng gì. Cũng biết là nước Việt Nam mình phát triển từ nền văn minh lạc hậu cho đến phát triển như bây giờ, trải qua rất là nhiều công cuộc. Về cái dự định sau khi mà xong chương trình phổ thông, học hết lớp 12, thì Hằng đã nghĩ tới cái dự định là mình sẽ chọn ngành, chọn nghề như thế nào, sẽ đi học tiếp hay là sẽ lựa chọn gì cho mình chưa Hằng? Hồi nhỏ thì là em thấy mẹ bị bệnh với ngoại bị bệnh đó, thì em nghĩ là em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho cho người, cho gia đình chứ. Nhưng mà sau này em cảm thấy là một công việc bác sĩ nó là một công việc gì đó rất là cao cả,
có thể chữa bệnh được cho con người. Nhưng mà trước khi làm bác sĩ thì em nghĩ là em sẽ làm một cái nghề gì đó trước để mà có công việc ổn, ý là thu nhập ổn định đó. Em muốn làm một cái mà bác sĩ, nhưng mà bác sĩ là kiểu tư nhân á, cô đi chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền mà mình đi á. Vậy thì với cái chuyện mà đặt ra cái mục tiêu đó cho mình thì em nghĩ cái điều gì nó sẽ là cái trở ngại cho em khi mà thực hiện cái mục tiêu đó? Em cũng không biết là lúc đó là có đủ tiền để mà học không nữa. Có ước mơ nhưng mà mình cũng chưa biết là cái con đường mà thực hiện ước mơ đó của mình sẽ như thế nào. Có thể là tiếp tục nó hay không hay phải dừng lại. Tuy nhiên là Hằng cũng đã xác định được cho mình cái mục tiêu rồi, và chị hy vọng là em sẽ cố gắng hết sức cho mục tiêu đó, không có dễ dàng từ bỏ nó. Nhà cách trường gần 10 cây số, phương tiện di chuyển của Hằng là chiếc xe đạp và đôi chân gầy. Có những ngày trên đầu thì nắng gắt, dưới chân thì bùn lầy, nhưng Hằng chưa vắng một buổi học nào. Quyết tâm với con đường tri thức của cô gái bé nhỏ này mạnh mẽ hơn nhiều so với dáng dốc gầy gò của em. Ngôi nhà trống trước hở sau của gia đình Hằng che chở đến năm thành viên. Ông ngoại bệnh tật, cậu út bị câm điếc bẩm sinh, mẹ của Hằng mắc bệnh thần kinh phải dùng thuốc mỗi ngày. Năm miệng ăn nhưng chỉ có một người duy nhất lao động là anh Lê Văn Hiền, cha của Thu Hằng. Tám công đất ruộng, dù đất nhà, dù đất mướn, trừ chi phí, thu nhập chẳng đủ lo cho năm người trong gia đình. Hết việc đồng áng, cha lại lao vào làm mướn, đủ thứ việc cho bà con xóm giềng. Đôi chân chẳng dừng, đôi tay chẳng nghỉ, mọi vất vả cha dành lấy phần mình để nhường cho con cuộc sống ít nghĩ, ít lo, để con đường đến trường của con được nối dài. Ước mơ của Lê Thị Thu Hằng được viết nên từ nỗ lực của bản thân em và bằng tình yêu thương của đấng sinh thành. Nhà mình thì ngoài đất ruộng ra thì anh cũng chắc là cũng phải đi làm mướn thêm. Thì cái công việc của mình là làm được quanh năm không? Không được quanh năm đâu, bởi vì làm theo mùa vụ mà, chứ không được quanh năm. Còn làm thì làm kiếm tiền, làm nói chung là mỗi ngày mỗi đi làm. Bữa nào cũng đi làm hết, bởi vì tới mùa lúa thì mình ai mướn xạ lúa, xạ thuốc, cái phân gì đó mình làm còn bằng ngày đâu nè. Rồi ai nhiều khi người ta cái mướn chắc núm là làm gì đó mình cũng làm thêm. Rồi nếu không ai mướn thì mình cũng kiếm cá về ruộng rồi đó, mình bán phụ thêm. Một mình anh thu nhập mà nuôi cả nhà, rồi con thì cũng lớn, cũng đi học lớp càng ngày càng lớn, cái chi phí nó cũng nhiều. Và cái nguyện vọng của Hằng là cũng muốn học tiếp, lên đại học nữa. Thì bản thân anh có lo ngại cái chuyện học phí rồi cái chi phí cho đi học sắp tới không? Cũng lo đó, nói chung mới học mới vô đầu năm lớp 10 mà nó đã khó khăn rồi. Thì mà cũng gắng, anh thấy nó học giỏi thì cũng gắng cho nó đi học. Mấy lần sau mà nó học, nó gắng học giỏi là đây từ cũng gắng giờ làm cho nó đi học. Bởi vì nhìn trong nông thôn mà nó cực khổ quá, tính cho nó học, để cho nó có cuộc sống tốt hơn mình chút. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến với trường Trung học Phổ thông thị xã Ngã Năm để trao học bổng cho học sinh của nhà trường. Sau đây thì xin mời đại diện trường sẽ trao suất học bổng này. Dạ, mời cô ạ. Em vừa nhận được học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng và Công ty Sơ sót Khuyến thiết tỉnh Sóc Trăng. Có hy vọng là học bổng này sẽ giúp cho em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và tiếp bước cho em trong con đường học tiếp theo. Chúc em có nhiều sức khỏe, nhiều hoài bão và thành công với mơ ước của mình. Dạ, em cảm thấy rất là vui khi được nhận học bổng này ạ. Em rất là cảm ơn cô chủ nhiệm của em và nhà trường và nhà tài trợ đấy, tài trợ học bổng cho em ạ. Đến đây thì chương trình Tiếp Bước Đến Trường cũng xin được khép lại. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Sóc Trăng và Trường Trung học Phổ thông thị xã Ngã Năm đã cùng với chúng tôi tiếp sức cho em Lê Thị Thu Hằng để em có thể vững vàng hơn trên con đường học tập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thsd.vn. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình Tiếp Bước Đến Trường, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, số 132, đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.